Lấy cái này lên đó nè An, cột lại luôn. Cuốc lên, cột lại cho nó dính luôn nó luôn. Đưa lên, mấy cái này là mấy cái giường. Rồi tủ. Cái này là bàn hay là tủ? Giường tủ à? Hai mình đi lên đây này, các bạn coi cái nhà là nãy nè. Hai, đây là lầu 1 ha. Một có cái bếp khá là rộng. Ai ở phòng này là coi như là cho cái bếp. Bếp thoải mái luôn. Mình có kiến luôn. Nhìn thấy rõ ngoài luôn. Thôi mày ăn dưới nha. Mấy cái này là mấy cái wardrobe, mấy cái tủ để mà cái giường. Cái này là cái giường, đầu giường với chân giường. Đây. Ráp hết vô trong mấy cái phòng này đó các bạn. Tổng cộng cái căn nhà này đó là 20 triệu một tháng nha. 20 triệu một tháng. Thì cọc 2 tháng. Cọc 2 tháng và đóng trước 1 tháng. Và mấy bạn deal được cái này là mấy bạn deal được tới 15 ngày miễn phí, 15 ngày để sale phòng. Nó còn hơi dơ xíu các bạn thông cảm. Rồi, đây lên coi nè. Rồi. Ok. Thì các bạn lắp nội thất vô xong rồi nội thất vô hết. Rồi là tổng cộng hết hãy là mình nói là 40 là tiền cọc 2 tháng và cộng thêm với lại cái một tháng tiền nhà là 60 lắp nội thất chứ nữa là khoảng 150. Đó các bạn. Này các bạn bỏ nội thất cộng với lại máy lạnh luôn nha. Đây. Này có cái tủ quần áo luôn. Giống. Đó, mọi người thấy không? Rồi. Đó. Bây giờ là cứ một tầng là có 2 phòng. Cứ phòng trước phòng sau có bếp riêng. Đó, có bathroom riêng. Đó, có phòng tắm riêng. Tất cả vậy thôi. Thì cái bài toán đây là bài toán này là làm sao để các bạn tìm ra được những cái viên kim cương như thế này để kiếm được mỗi cái. Và các bạn phải có cái kỹ năng để các bạn bán phòng đó, để các bạn không có bị phòng trống. Thì đó, phòng trước phòng sau mình cho các bạn coi đó. Phòng trước phòng sau đều có ban công hết nha. Thì bỏ ra 150 thì mình phải ràng buộc cái hợp đồng với lại chủ nhà làm sao. Mình ràng buộc là phải tại vì cái tiền cọc có 60 à, mà tiền nội thất của các bạn nó lên tới 90 rồi. Thì bây giờ sao, mình phải hợp đồng với chủ nhà. Nếu mà chủ nhà lấy lại nhà trong vòng một năm đầu á là chủ nhà phải chịu 90% tiền furniture cho mình, tiền nội thất cho mình. Là nội thất là gồm cái máy lạnh nè và mấy cái ghế, mấy cái mền, không phải cái giường tủ với lại bàn ghế rồi này nọ đó, chịu hết 90%. Còn nếu mà năm thứ hai mà lấy lại mặt bằng thì tất nhiên là phải đền tiền cọc lên gấp đôi gấp ba đó tùy bạn điêu. Nhưng mà cái tiền nội thất các bạn cũng phải nói chủ nhà trả năm đầu tiên là 90, năm thứ hai phải còn giảm xuống còn 80, năm thứ ba là 70, đó ghi rõ như vậy với chủ nhà để bạn còn có lời nữa chứ. Rồi đây
có mấy bạn đang làm ở trên này. Hello anh. Nè. Mình đang làm phần nào vậy anh? Hả? Mình đang làm phần nào? Đều cắm đi với cái đề canh. À, cái đề canh rồi, cho đẹp ha. Mấy anh đang làm ở đây nè. Cái đề canh ở đâu anh? Dán vô mấy cái kiến ha, cho nó mát ha, cửa luôn. Để trống quá người ta nhìn thấy hết. Ok, mình đang làm. Phòng này phòng lần trước. À, nhà này có hai mặt tiền, phòng nào lần trước cũng được hết. Đây nữa. Đây là cái này mình cho bạn coi. Thì cái này nếu tính ra thì bỏ ra 150. 150, nhưng mà cái vấn đề ở đây là các bạn phải biết cái bỏ ra 150 mà bạn phải biết cái tìm kim cương như thế nào và phải có kỹ năng sale để bạn lời được. Bỏ ra 150 mỗi tháng là bạn mỗi tháng bạn sẽ kiếm được khoảng từ 10 triệu cho tới 15 triệu. Thì bạn phải cần hai kỹ năng đó, một là tìm kim cương và thứ hai là quản lý rồi xong rồi bán phòng để sao cho nó lợi nhuận cao nhất. Nãy như mình nói nãy các bạn coi thì mấy chú này đang chở tới 3 lần mới hết đồ nội thất nha. Rồi đây thì có rất là nhiều cái nhà người ta cho thuê ở khu này. Ở mấy cái ban công á là có một cái chậu này để ấy, còn có thể muốn là làm thêm cái bếp ở cái bên nữa cũng được. Đó. Bỏ ra 150 mỗi tháng lời được mình cho là đẹp nhất đi là 15 triệu. Thì 15 triệu thì sao? Mỗi tháng 15 triệu thì 15 triệu thì mỗi tháng là khoảng chừng 1 năm thì sẽ lấy lại vốn. Đó. Năm lấy lại vốn. Sau đó hợp đồng này là 5 năm thì mỗi phòng đều có đồng hồ điện riêng hết. Thì trong vòng 1 năm lấy lại vốn và những năm sau thì là lời. Thiết kế căn nhà này cũng khá là đẹp. Rồi. Nãy mình đi lên nè, giờ mình đi xuống nha mọi người. Rồi cho các bạn coi bên kia luôn, hai mặt tiền nó như thế nào. Rồi, lý do là cái này nó cũng mình thấy nó hơi gồng ghênh chút xíu nên ta phải làm cái này nè. Đấy. Sensor. Bây giờ mình sẽ đi ra. Xuống tầng 1 rồi đó. Tầng 1. Cái cửa này á, là sẽ đi qua cái tầng lửng bên kia mà mấy bạn khóa rồi. Bây giờ mình sẽ đi vòng qua bên kia cho các bạn coi ha. Rồi, cái đường nãy mình đi lên nè. Thiết kế này cũng khá đẹp ha. Nghệ thuật. Nè, nó dọn dẹp cũng sạch sẽ nãy nè. Dọn dẹp sạch sẽ. Rồi, đó. Bạn thấy không? Đây là một cái mặt tiền. Này mặt tiền để cho thuê, còn này để xe, này để xe, đó, này để xe ha. Rồi mình lên mặt tiền mình coi, đó đây là mặt tiền, các bạn coi vòng vòng mặt tiền này chút xíu. Trước khi coi mặt tiền mình đi lên đây nha, mình lên đây mình coi cái phòng lửng hồi nãy, bên kia cửa khóa đó, hả, cái cửa khóa bên kia này, ngay chỗ bếp đó các bạn nhớ không? Bên này khóa lại rồi, khóa luôn rồi. Đây là có toilet nè. Rồi bên này là cái phòng hai người ở, ba người ở cũng đẹp quá. Cái nhà này mình nghe nói là mua là 5 tỷ 4 5 tỷ 4 sửa lại thêm 150 nữa. Rất là coi mặt bằng này thì cho thuê mặt bằng cộng với lửng luôn nha. Mặt bằng bình thường ấy, mấy cái phòng ở trên á là sẽ cho thuê từ 3,5 triệu tới 4,5 triệu. Phòng trước là 3,5 triệu, nó to hơn chút xíu nha các bạn, mà full nội thất cộng với lại máy lạnh. Cái này là sẽ cho thuê với giá là 6 triệu bao gồm cái này lửng ở trên như nãy các bạn coi, cộng thêm với lại có thêm cái bếp thì các bạn làm ở đây. Đây là để làm bếp nè. Đó, sẽ đập tới đây để làm bếp. Đó, đập tới đây làm bếp ở đây cho người ta luôn. Và cộng thêm cái nữa là có phòng tắm ở đây nữa. Đó.
Tắm. Thưa bạn coi xung quanh có mặt bằng này có kinh doanh được hay không nha. Mặt bằng này cũng khoảng 20 mấy mét vuông các bạn. Mưa rồi các bạn. Nhông. Khu này cũng khá là đẹp. Mấy cái đó là mấy cái ban công á, cái này mấy cái ban công thiết kế đằng trước đằng sau cũng quá đẹp quá. Họ xây nghệ thuật không, lộn lộn vô rồi. Vô coi, vô tham quan ấy.